Thầy Minh sẽ cùng với các bạn chinh phục cái đề chuẩn trúng đề thi học kỳ 1 khóa 11 của trường Trung học phổ thông chương Định. Đây chính là đề cương của trường Trung học phổ thông chương Định và thầy mình sẽ chữa cho chúng ta cái phần ngày hôm nay là phần trắc nghiệm 50 câu trong cái đề cương này của trường Trung học phổ thông chương Định nhá. Đó chúng ta cùng chiến đấu. Let's go. Bắt đầu. Câu số 1 ạ. Cho phương trình hóa học sau, hãy cho biết cặp yếu tố nào sau đây đều ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng học trên. Cho phương trình hóa học sau. Ạ hãy cho biết cặp yếu tố nào sau đây đều ảnh hưởng đến sự chuyển dịch của cân bằng hóa học trên thì ta có này thứ nhất là tổng hệ số bên này là hai bên này là hai vậy hệ số bằng nhau vậy suy ra áp suất sẽ không ảnh hưởng đến chuyển, dịch cân bằng vậy chắc chắn hơn nữa chất xúc tác cũng không làm chuyển dịch đến chuyển dịch cân bằng vì vậy nên đáp án đúng ở đây của chúng ta đó là đáp án a nhiệt độ và nồng độ và các bạn có chú ý cho thầy ạ là chất xúc tác nhé chất xúc tác thì không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Được chưa? Chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Các bạn nhớ kỹ chưa? Câu số 2. Ạ. Úi dồi một câu tính về pH này. Trộn 100 ml dung dịch BA hai lần số mol bao nhiêu ạ? X 0,5 x 0,1 là 0,05. Với 100ml dung dịch KOH 0.5M Vậy số mol là 0.5 Nhưng là 0, nhưng 0, là 0 Nồng độ mon trên lít của ion OH trừ trong dịch X là Thế bây giờ chúng ta phải tìm được tổng số mon OH trừ Ta có Tổng số mon OH trừ Thì chính bằng Đây OH trừ do thằng BA OH lần sinh ra BA OH 2 lần chúng ta có 2 OH trừ Nên nó sinh ra hai lần Số mon của BA OH 2 lần cộng với kW kW chúng ta ra 1 W trừ chỉ có 1 W trừ thôi chính bằng 1 lần số mol kW đúng không ạ vậy sẽ bằng này 2 nhân với 0,05 cộng 0,05 bằng 0,15 đây là số mol tổng thể tích là 100 ml với 100 ml là 200 ml 200 ml thì hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được nồng độ mol của ông Watt trừ cm của OH trừ chính bằng nồng độ mol bon là 0,15 chia cho tổng thể tích 100 cộng 100 là 200 0,2 bằng 0,75 m nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D câu số 3 ở điều kiện tiêu chuẩn cho 9,916 lít N2 chúng ta sẽ tìm được số mol bon N2 9,916 chia, chia 2,4 bằng 9,916 chia 24,79 bằng 0,4 mol. Mà tác dụng với 22,311 chia 24,79 bằng 0,9 mol. Thu được 3,4 gam nh 3 ta tìm được số mol nh 3 3,4 chia 17 bằng 0,2 mol. Đề bài hỏi chúng ta là hiệu suất của phản ứng này. Bằng bao nhiêu Thế bây giờ mình viết phương trình đã N2 này cộng với lại H2 nhá Để tạo thành NH3 nhá Đây là 2 này Được chưa Đây sẽ là 3, đây sẽ là 1 Ban đầu số mon N2 là 0.4 Số mon H2 là 0.9 Đúng chưa Đây là ban đầu Phản ứng chưa biết Nhưng mà sau phản ứng số mon NH3 là 0.2 Đúng không Vậy đây là 0,2 Vậy suy ra số mol H2 sẽ là 0,2 x 3 chia 2 là bằng 0,3. Số mol N2 là 0,2 x 1 chia 2 bằng 0,1. Bây giờ quan trọng nhất là hiệu suất của chúng ta tính theo chất nào. Các bạn ơi hiệu suất tính theo chất nào ạ? Hiệu suất tính theo thằng nào Đấy các bạn lưu ý cho thầy nhé. Hiệu suất của chúng ta nó phải tính theo chất hết. Đúng không ạ? Vậy trong này N2 hay H2 hết? Đấy quan trọng nhất là trong này anh N2 hay anh H2 hết Mình sẽ có này 0,4 chia 1 bằng 0,4 0,9 chia 3 bằng 0,3 Thằng nào nhỏ hơn thằng này hết Vậy điều này chứng tỏ rằng là Anh H2 hết Và anh H2 hết thì chúng ta phải tính hiệu suất theo H2 Hiệu suất bằng Số mon phản ứng là 0,3 Chia 0,9 Nhân 100% Vậy đáp án của chúng ta bằng 33,33% 33,33% Vậy ,33 đáp án đúng chúng ta là đáp án C 33,33%. 33%. Đấy là câu số 3. Câu số 4 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ hơn 7 thì pH nhỏ hơn 7 là nó tương ứng với gì? pH nhỏ hơn 7 là nó tương ứng với lại là môi trường này là môi trường axit. Đúng không? Và môi trường axit thì ta có này KCl là trung tính này. NaNO3 cũng trung tính này. NaOH là môi trường kiềm. Đúng không em? NH là môi trường kiềm Nên là pH nó phải lớn hơn 7 Vậy trong này chỉ có NH4 2 lần SO4 Anh này là muối được tạo bởi từ NH3 Là bây yếu Bây yếu Và H2SO4 Là axit mạnh Được không? Nên đáp án đúng của chúng ta Môi trường của nó phải nghiêng theo thẳng môi trường mạnh Đó là đáp án đúng là đáp án C Các bạn nhé, đấy rất là dễ Câu số 5 ạ Câu số 5 Cho phản ứng sau, khí x thu được là khí nào nào Các bạn chọn cho thầy Minh xem khí x thu được là khí nào Khí x thu được là khí nào Cho phản ứng sau Ngớ 4 nổ 3 Mà nhiệt phân Tạo thành x cộng 2 h Vậy x của chúng ta các bạn nhìn nhá, thầy Minh chỉ cho bạn một cái mẹo để chúng ta xác định được sản phẩm của phản ứng nhiệt phân NO4 NO3 này. Nitơ trong NO4 cộng là trừ -3, nitơ trong NO3 trừ là dương 5. Trừ -3 cộng dương 5 bằng dương 2. Dương 2 chia 2 bằng dương 1 vậy nó là N2O. Vậy khí thu được của chúng ta là N2O các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất dễ luôn. Nào câu số 6 nào. Câu số 6 các bạn cùng chọn với thầy Minh xem câu số 6 đáp án gì ạ? À? Câu số 6 ạ. Vai trò của NH3. Vai trò của NH3 trong phản ứng là vai trò của NH3. Nitơ trong này là nitơ trừ 3 đúng không? Lên nitơ dương 2 đúng không? Khử tăng. Nhớ cho thầy bốn chữ vàng ạ. Khử tăng. O giảm. Được không ạ? Khử tăng O giảm. Vậy Số xoắn nó tăng thì nó thể hiện tính khử. Vậy vai trò của N3 là chất khử. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, câu số 7. Câu số 7 này cũng rất hay. Vai trò của N3 trong phản ứng N3 cộng HNO3 để tạo thành N4O3 là gì? vai trò của N3 trong phản ứng N3 cộng với HNO3 để tạo thành N3N4O3 là gì? Khó đấy các em ạ. Khá là khó luôn là gì ạ? Mình thấy này số xóa của nitơ vẫn là trừ 3. Không thay đổi nhá. Nên không phải là chất khử cũng chẳng phải là chất oxy hóa. Và ta phải tính ý này. Theo thuyết axit bay của Brønsted thì NH3 này nhận proton H cộng để tạo thành NH4 cộng. NH3 nhận proton H cộng để tạo thành NH4 cộng. Vậy chỗ này anh NH3 đóng vai trò là chất nhận proton cộng là nó phải đóng vai trò là bay đúng không chứ không ai ghi ba giờ bay ba xe đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án d các em nhé đáp án chính xác của chúng ta là đáp án d câu số 8 tính chất hóa học của n ba là gì tính chất hóa học của n ba thì nó là sẽ là có tính bay yếu và tính khử nhá tính bay yếu và tính khử mạnh Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 9 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Nào. Các bạn cùng xử lý thế nào, cùng comment cho thầy đáp án nào. Câu 9 nào. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai? Các muối amonium đều dễ tan trong nước. Đúng hay sai? Các muối amonium đều dễ tan trong nước. Đúng, chính xác. Các muối ammonium khi tan trong nước đều điện ly hoàn toàn thành ion. Chính xác tiếp. Dưới tác dụng của nhiệt, muối ammonium phân hủy thành amoni và axit chưa chắc. Chưa chắc, tại sao thầy lại nói chưa chắc? Ví dụ thằng NH4 NO3 mình vừa mới viết phương trình kiểm bên trên, nó sẽ nhiệt phân tạo thành N2O cộng với H2O đúng không em? Đúng không? Nên C của chúng ta là sai các em nhé. Ở đây đề bài hỏi chúng ta nhận định sai Nên C của chúng ta là sai Câu số 10 Mối x Ôi giỏi nặng phần vô cơ nhỉ Đề cương của trường này khá là nặng phần vô cơ đấy Câu số 10 muối x tác dụng với cao hát dư Thu được khí có mùi khai À Nếu mà mối x tác dụng với cao hát dư Mà thu được khí mùi khai Vậy điều này chắc chắn khí mùi khai chúng ta là khí NH3 Vậy muối x chắc chắn là muối NH4 cộng được chưa? X tác dụng với BA NO3 2 lần lại thu được kết tủa trắng mà lại không tan trong HNO3. Vậy điều này chứng tỏ trong thằng X của chúng ta phải có ion oh, SO42-. Nên đáp án đúng chúng ta là NaSO4 2 lần SO4. Bởi vì thầy giải thích. NH4 2 lần SO4 nó tác dụng với lại KOH thì nó tạo thành NH3 bay lên cộng với lại K2SO4. Được không ạ? Thứ hai, cũng chính là 42 lần S4 mà tác dụng với Ba NO32 lần thì nó sẽ tạo thành BAS4 và hai lần n 4 NO3. Được chưa các em? Rất dễ thôi. Câu số 11. Câu số 11 cho dung dịch KOH đến dư. Chú ý nha, OH trừ dư. Vào NH4 2 lần SO4 số mol là bằng 0,05. Đun nóng nhẹ thu được thể tích khí thoát ra là. Vậy bản chất đây nó sẽ là OH trừ cộng với lại NH4 cộng để tạo thành khí NH3 bay lên. Số mol NH4 cộng là 0,05 x 2 bằng 0,1. Nên theo phương trình chắc chắn số mol NH3 cũng là và 0,1 mà nhân với lại 24,79 0,1 mà nhân 24,79 bằng bao nhiêu các em Đừng nhân 2,4 nha Nhân 24,79 nha 0,1 mà nhân với 24,79 Thì bằng bao nhiêu ạ okay? 24 24 Bằng, bằng 2,479 mol Nha 2,479 mol Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C Câu 12 Câu 12 Cho dung dịch NH4 NO3 tác dụng với dung dịch kiềm của một kim loại hóa trị 2 NH4 NO3 tác dụng với dung dịch kiềm của một kim loại hóa trị 2 MOH2 lần thì thu được khí là khí NH3 đúng chưa và muối là M NO3 2 lần vậy cân bằng phương trình đây là 2 thì đây là 2 số mon khí là 4,9 58 4,958 chia 24,79 bằng 0,2 mol. Vậy suy được luôn số mol muối là bằng 0,1. Mà khối lượng muối đề bài cho chúng ta là 26,1 g. Đúng không ạ? Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của M NO3 hai lần. Chính là bằng khối lượng là 26,1 chia số mol là 0,1. Suy ra M cộng với 62 nhân 2 bằng 261. Vậy hoàn toàn mình tìm được M bằng 261 trừ 62 nhân 2 bằng 137. Và 137 đó là đáp án của barium. Đáp án đúng là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 13. Ammonia đóng vai trò là chất khử khi tác dụng với chất nào sau đây? Ammonia đóng vai trò là chất khử khi tác dụng với chất nào sau đây? Ammonia là NH3 nó sẽ chỉ đóng vai trò là chất khử khi và chỉ khi nó tác dụng với các chất có tính oxy hóa. Vậy trong này là chỉ có một anh duy nhất có tính chất oxy hóa đó là O2 mà thôi các em ạ. À. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D, các em nhé. Được không ạ? Câu 14 ạ? 14 rất hay này. 14 hỏi về hiện tượng phú nhưỡng này. Các bạn cũng chọn cho thầy Minh xem có 14 đáp án gì ạ. Phú nhưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố nào trong nước ạ. Phú nhưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng nào ạ. Đúng rồi. Chính xác. Thầy Minh nhìn thấy các bạn comment đúng rồi đấy. Đó là gì ạ? Đó là sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố nitrogen phốt phua trong nước. đáp án đúng là đáp án b câu 15 ạ khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ rắc chất bột nào sau đây lên thủy ngân rơi vãi thì chuyển hóa chúng thành hợp chất bền ít độc hại thì bạn lưu ý cho thầy rằng là thủy ngân thì nó tác dụng ở điều kiện thường với anh xuân đúng không đây phản ứng ở điều trị kiện thường hg cộng s để tạo thành hgs được chưa nên chúng ta sẽ rắc sunfua đáp án đúng chúng ta là đáp án D Câu 16 ạ. Khi pha loãng dung dịch sulfuric axit đặc H2SO4 đặc nhá. Cần tuân thủ thao tác nào sau đây để đảm bảo an toàn? Thế thì do cái hiện tượng đó là khi chúng ta mà pha loãng dung dịch axit sulfuric đặc thì cái vấn đề pha loãng này nó sẽ là tỏa nhiều nhiệt. Và do nó tỏa nhiều nhiệt ấy, các bạn lưu ý, do nó tỏa nhiều nhiệt nên nó rất là nguy hiểm. Nó rất dễ gây nứt vỡ ống nghiệm. Chính vì vậy nên khi pha loãng dung dịch axit sulfuric đặc chúng ta phải đổ gì ạ? Đổ từ từ hay là rót từ từ axit vào nước và khuấy đều. Được chưa ạ? Tránh nứt vỡ ống nghiệm nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, à, đừng bạn nào ngu ngốc đi rót nhanh nước vào axit là toang đấy. Là cái việc mà như vậy là nó nổ luôn. Nhá, bắn toàn bộ axit tứ tung ra có thể bắn vào mặt có thể bắn vào mắt chúng ta rất nguy hiểm câu 17 ạ axit H2SO4 loãng tác dụng với Al để tạo thành sản phẩm gì thì dễ quá nhỉ nó tại sẽ tạo thành gì ạ Al2SO4 3 lần cộng H2O và cộng với lại có sinh H2 không không cộng với H2 chứ Al2SO4 3 lần và H2 kem em nhé đáp án đúng là đáp án A à, để cho thầy tuyên dương rất nhiều bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay với thầy Minh ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu 18 ạ. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hợp chất hữu cơ? ơi, câu này cũng quá dễ. Các bạn cùng chọn đáp án xem. Trong các hợp chất sau đây hợp chất nào là hợp chất hữu cơ? Trong các hợp chất sau đây hợp chất nào là hợp chất hữu cơ? Thế các bạn lưu ý nhé hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Nên nó bắt buộc phải chứa carbon. Thứ hai là nó không phải hợp chất vô cơ của carbon. Vậy CO2 là vô cơ này. Al4C3 là vô cơ. K2CO3 là vô cơ. Nên đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án B. CS3, CH. Câu 19. SO2 thể hiện tính khử khi phản ứng với anh nào? Lại đọc cho thầy bốn chữ vàng: khử, tăng, O, giảm. Đúng không các em? Khử, tăng, O, giảm. Vậy nó thể hiện tính khử khi tác dụng với chất có tính oxy hóa và oxy hóa ở đây chỉ có thể là B mà thôi. Câu 20, một câu cực kỳ thú vị. Câu 20, một câu cực kỳ cực kỳ thú vị. Dung dịch X có chứa các ion sao? NH4+ Cl- SO4 hai chữ. Dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch Ba 2 lần đun nóng thì thu được kết tủa chắc chắn là kết tủa BaCO3 số mol là 23,3 chia cho 233 thì bằng 0,1 vậy ngay lập tức bảo toàn Sorry ạ, B số điện BaS4 BaS4 ngay lập tức chúng ta đi bảo toàn gốc S4 Ta sẽ có số mon gốc S4 này bằng 0,1 Ngon chưa? Ngon lành cành đào chưa? Tiếp tục nha Khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì chỉ có thể là NH4 cộng với lại O2 OH trừ để tạo thành khí NH3 thôi Điều kiện chuẩn số mon NH3 là 7,437 chia cho 2,24,79 bằng 0,3 mon Vậy bảo toàn nitơ thì n 4 cộng cũng là 0,3 mol. Ok chưa? Vậy số mol của n ừ. 4 cộng là 0,3. n 4 cộng là không à? bỏ, 0,1 bỏ, 0,2 bỏ, 0,3 lấy luôn. Chọn luôn. Chỉ cần làm mỗi ngành 4 cộng. Còn thực ra CL trừ chúng ta bảo toàn điện tích chúng ta cũng sẽ tìm được CL trừ bằng 0,1. Nhắc các em nhé, rất dễ Câu 21 ạ à. 21 độ khó tăng hơn tí xíu nữa 21 độ có tăng thêm nữa Các bạn chú ý Dung dịch X Thì chứa các yêu này Nhiều đấy Thế thì mình bảo toàn điện tích được nhỉ Bảo toàn điện tích Ta có này 0,12 x 1 Cộng với Dương đã 0,05 x 1 Được chưa Thì bằng điện tích âm này 2x cộng 0,12. Đến đây ta tìm được x. 0,12 cộng 0,05 bằng trừ 0,12 bằng chia 2 bằng 0,025. X bằng 0,025. Ok chưa? Cho 300 ml dung dịch BAH vào dung dịch x. Giờ thầy sẽ vẽ lại cái dung dịch x cho chúng ta nhỉ. Nó cộng 0,12 SO42 trừ 0,025 CL trừ 0,12 NH4 cộng 0,05 Tác dụng với gì? BA hoặc hai lần Số mon BA lần là bằng 0,1 nhân 0,3 bằng 0,03 Được chưa ạ? thu được này. Thu được này. Đầu tiên bạn quan sát này, Na4+ tác dụng với OH- nó sẽ tạo thành khí bay lên. Khí Na3. Đây là 0.05 còn đây là tổng là OH- là 0.06 nên là tính là theo 0.05 thôi. Bay lên. Được chưa? Vậy trong dung dịch còn lại của chúng ta là dung dịch y chắc chắn còn lại OH-. Là 0.06 0.05 thì còn 0.01. Được chưa? Tiếp tục Tiếp tục SO4 trừ sẽ tác dụng với BA2 cộng Để tạo thành kết tủa BASO4 Anh này 0,025 Anh này 0,03 Nên tính theo anh nhỏ hơn 0,025 Nên mình vẫn còn ion BA2 cộng Số mol là bằng 0,005 Được chưa Thế thôi Còn lại tất cả các ion sẽ còn lại trong dung dịch này Nhá Vậy này ta sẽ còn Na cộng 0,12 Cl trừ 0,12 Và đề bài nói là cô cạn Y thì thu được chất rắn Vậy khi cô cạn Y thì toàn bộ khối lượng tụi này sẽ chính là khối lượng của chất rắn Được không? Đấy, khối lượng của tụi này nó sẽ chính là khối lượng chất rắn Vậy nó sẽ là 0,01 x 17 cộng 0,005 x 137 cộng 0,12 x 23 cộng 0,12 nhân 35,5. Các bạn hỏi là tại sao lại toàn là vô cơ vậy? Tại vì ở cái phần đầu là phần vô cơ. Nhá, Xong phần vô cơ nó đến phần hữu cơ, 7,875 ạ, à. đáp án C. Tại vì là cái phần đầu là phần vô cơ các em ạ. À. Đây là ôn thi học kỳ mà. Bây giờ sang hữu cơ này, câu 22 này. Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon? Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon? Thì dẫn xuất của hydrocarbon nó là gì ạ? À? Nó là chỉ gồm có hydro và carbon thôi. Hydro và Carbon Vậy là gì ạ? Anh này bỏ này à, Nó dẫn xuất của Hydro Carbon ạ à? Sorry Là loại bỏ những thằng hai chỉ có Hydro và Carbon đi C66 bỏ này Đúng không? Vậy đáp án chúng ta chỉ có đáp án gì thôi À Ok nhé Ngon lành cành đào luôn Câu bạn Ethanol Ethanol là một chất lỏng nhá ethanol là một chất lỏng có nhiệt độ sôi là 78,3 độ C và tan nhiều trong nước phương pháp tách riêng ethanol từ hỗn hợp ethanol và nước là gì u rồi cái này thì chúng ta làm quá nhiều không cần học cũng biết phương pháp gì game em nhỉ lọc được không không chiết được không không cô cạn được không không mà chỉ có gì thôi trừng cất. đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án a à, các nhé trừng cất. câu 24 xét trong quá trình tạo ra NOx nhiệt N2 cộng O2 tạo thành 2 NO thì nhiệt tạo thành chuẩn của NO là bao nhiêu câu này mới nhiều bạn nhầm này Câu này top 1 các bạn bị sai lầm luôn Các bạn cũng chọn cho đại binh xem đáp án đúng là đáp án gì Xem bao nhiêu bạn sai lầm ạ à? Câu này mà sai lầm thì nhỏ lắm kìa bạn Nhưng không sao ạ à. Một lần sai là một lần nhớ Mình có sai thì mình mới nhớ được cả đời kìa em ạ Còn nếu mà mình mà không sai Thì mình không nhớ được đâu Thực sự mình không sai mình không nhớ đâu Thì chúng ta phải nắm nắm được cái định nghĩa Nhiệt tạo thành chuẩn là gì Là nhiệt Vậy tạo thành một mon chất đó Có nghĩa phải là gì ạ 1 phần 2 N2 cộng 1 phần 2 O2 thì tạo thành 1 NO. Thì delta H lúc này nó chuyện một nửa của anh này là 90,3. Đúng không? Kilo Joule trên mol Nên đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. 90,3 Kilo Joule trên mol Câu 25 ạ. Sulfuric đặc Sulfuric đặc Nguội có thể đựng trong bình chứa làm bằng gì Thì nhớ mãi cho thầy gì ạ Phải ăn crust Đúng không phải ăn growth. vậy là nhôm sắt chrome nhà yeah, bị thụ động nên có thể định ước vào trong bình chữa à là 26 á cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là. cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là. sulfuric acid đặc có tính háo nước gây bỏng nặng khi tiếp xúc với da tay đúng để nhận biết ion sunfat, người ta có thể dùng dung dịch chứa ion Ba2 do tạo chất kết tụ màu vàng là sai, màu trắng. Khi bị bỏng sulfuric đặc, axit đặc, điều đầu tiên cần làm là xả nhanh cho bỏng với nước lạnh. Được, chính xác. Sulfuric axit loãng có tính oxy hóa mạnh khi tác dụng với kim loại không sinh ra khí hydrogen. Sai, loãng sinh ra khí hydrogen chứ. Thuốc thử nhận biết sulfuric axit và muối sunfat là ion Ba2 trong BACL2, BAOH hai lần và BAN3 lần đúng. Vậy tại đây mình có A, C, E là đúng. Ba nhận định đúng. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Ba nhận định đúng. Câu tiếp theo, câu 27. Trừng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý ở một áp suất nhất định về tính chất vật lý ở một áp suất nhất định đấy cách nào sau đây là để tách chất trong hỗn hợp câu 27 gì ạ chúng ta tách chất dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý ở một áp suất nhất định nào sau đây các chất trong hỗn hợp à dựa vào cái tính chất vật lý nào sau đây có chất trong hỗn hợp thì nó dựa vào nhiệt độ số ấy. Đáp án A, quá dễ. Câu 28 ạ. Chọn phát biểu không đúng nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất ừ. nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất âu ừ, hình như cũng được nhỉ hai nguyên tử n no. trong phân tử nitrogen liên kết với nhau bằng liên kết ba đúng nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học ở nhiệt độ thường nitrogen thì khá trơ đúng vậy bây giờ mình còn phân vân giữa là nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Hoặc là nitrogen lỏng dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học. Nào các bạn chọn đáp án gì ạ? Cái này căng đấy. Cái này căng đấy, các bạn chọn đáp án gì ạ? 28 ạ. Nào. Nitrogen lỏng thì sao? Nitrogen lỏng có được sử dụng để bảo vệ mẫu vật phẩm trong y học không? Các bạn chọn đáp án gì ạ? càng đấy thế, thế bây giờ nhá quay trở lại nhá u rồi đứa chọn e đứa chọn a nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất có đúng không sai làm sao nó là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất được nhỉ nitrogen có phải là nguyên tố uh, phổ biến nhất trong vỏ trái đất không sai lè vậy không đúng của chúng ta là gì à câu 29 á. Cho cân bằng phản ứng sau. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ. Thứ nhất, tổng hệ số khí bên này là 2, 2 nên áp suất không làm thay đổi cân bằng. Nhá. Áp suất không làm thay đổi cân bằng. Xúc tác cũng không, vậy chỗ nào có 4, chỗ nào có 5 là bỏ. 4 bỏ, 4 5 bỏ, 4 bỏ. Vậy chỉ có tăng nhiệt độ, thêm một lượng hơi nước và thêm một lượng H2 thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay Câu 30 Dung dịch H4 loãng có thể tác dụng được với chất nào sau đây? Dung dịch H4 loãng có thể tác dụng được với chất nào sau đây? Chất nào nhỉ? H4 loãng này không thể tác dụng với Cu Không thể tác dụng với S Không thể tác dụng với carbon được Mà đáp án đúng là đáp án B Ok Các em ơi Cái đề cương này rất là dài Ngoài phần trắc nghiệm lại còn có cả phần tự luận nữa Thầy Minh đã gõ giải chi tiết cho tất cả các bạn và các em rồi. Nhá. Và cuối buổi học này thầy Minh sẽ ghim lại thầy Minh sẽ ghim lại cái link giải chi tiết đó và cả link đề nữa xuống bên dưới phần bình luận. Nên để nhìn thấy cái phần bình luận đó thì các em cần chia sẻ lại buổi học này lại về tường. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Bye bye, hẹn gặp lại các em vào các buổi học tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt. Chào tạm biệt lớp 11 của thầy nha. Bye bye.